Còn đối với Brion thì tôi nghĩ là họ có thể đặt mục tiêu top 6, điều họ đã từng làm được ở mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên thì mùa xuân năm nay thì họ không làm được điều đó, và để xem cấm chọn trong ván thi đấu đầu tiên sẽ như thế nào. Brion quyết định lựa chọn bên phía đội 1 khi họ được quyền chọn bên, và khởi đầu lực cấm của họ là cấm đi Dikerson Tê, một trong số những con tướng được gọi là tủ của tủ đến từ DN. Từ quan trọng Sante trung mâm với lại đứng trên con Frick vừa thể hiện ở trong ván đấu trước. Một con Sante rất ảo, vừa là tướng tanh còn vừa là con tướng có khả năng nhất kích tất sát một mục tiêu một cách cực kỳ là nhanh chóng nữa. Thì bán đi là hợp lý thôi. Còn bên phía này thì ông Simba là một con tướng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng phải ban ở bên phía của đội 2 thôi, đó là Maokai. Một tướng có quá nhiều những cái đội hình mà bạn có thể lắp vào. Khi mà bạn có được vào cái đường giữa thì bạn có thể pick những vị tướng sát thương vật lý ở khu vực đường giữa như là Yone hay thậm chí là cả Jace nữa, và nó khiến cho cái màu sắc chiến thuật đến từ cái đội hình được lựa chọn vào cái nó sẽ được đa dạng hóa hơn rất là nhiều. Brion thì Badi Rakan, một tướng mở của Peter. Vâng, và như vậy còn rất nhiều những con tướng mạnh trong meta hiện tại đang được hở ra dành cho cả hai bên. Ở lượt cấm tiếp theo mà ông Sim đưa ra đó là Lucian thì chúng ta vẫn còn đó, Jerry Yumi, Nico bên phía đội 2 hay Annie. Là Milio đường dưới, Annie cũng là một lựa chọn đường giữa đang tỏ ra khá hiệu quả ở tại phiên bản hiện tại khi mà nó được vận hành tốt tại MSI và nó không nhận bất kỳ một đợt chỉnh sửa nào tới từ Riot Games trong những phiên bản gần đây. Ari cũng là một con bài mà có được một cái tỷ lệ chọn rất là cao cho đến thời điểm hiện tại của LCK sau 3 ván đấu. Thì để xem là cái sự lựa chọn đến từ Brion và Noxy Redfox ở những sự lựa chọn đầu tiên sẽ là gì. Họ bắt Vi. Brion nhắm mỗi vị trí một vị tướng, Sante đứng trên, Rakan hỗ trợ và thêm vào đó là con Vi đi rừng của Selvi. Còn bên phía này thì Đông Sim Bani Nico thì hở ra Jerry, Yumi, Milio, Aini, rất nhiều con tướng mạnh. Nhưng quyết định của họ là Felius first pick dành cho Hena. Một trong số những vị tướng mà Hena cũng dùng rất nhiều ở trong xếp hạng đơn và nó có thể đi cặp cùng với nhiều hỗ trợ trong meta hiện tại dành cho bên phía của Brion. Còn đối với Đông Sim thì để xem họ lựa chọn cặp đôi đường dưới là như thế nào. Họ vẫn còn cơ hội để có được Jerry cùng với Yumi khu vực đường dưới nếu như họ muốn sở hữu cặp đôi này. Hoặc là nếu đánh Jing Milo cũng có thể là một cặp đôi ổn khu vực đường dưới dành cho bên phía con Đông Sim. Và quyết định của họ tạm thời đang để đó là một con Jerry dành cho Vital. Và Peter thì cũng có thể dùng rất nhiều những vị tướng hỗ trợ nửa búp nửa tấn công. Bây giờ thì liệu rằng họ có muốn lựa chọn hỗ trợ trước hay họ để cho bên phía của Brion lựa chọn hỗ trợ trước và lựa chọn ở lựa chọn thứ ba đây. Ở rừng thì trong khu vực rừng vẫn còn khá là nhiều vị tướng, mới chỉ có hai vị tướng đi rừng bị cấm đi, đó chính là Vi cùng với Maokai mà thôi. Và như vậy họ muốn hướng tới cặp đôi đường dưới luôn. Sự lựa chọn dành cho Peter sẽ làm con Yumi. Rất theo beta đấy từ cả Brion và Đông Sim Redfox khi họ khóa lại cho mình cặp đôi sản thủ hỗ trợ. Bên này là Jerry Yumi thì bên kia sẽ là Aphelios và Milio mà thôi. Ragaz sẽ nằm trong tay của Karis hoặc là Morgan ở khu vực đường trên, con tướng có thể gọi là ba đường. Milio được khóa lại thì đây sẽ là một con Ragaz chỉ đi được hai đường mà thôi, còn nếu không thì nó có thể sẽ đi được cả bốn khu vực đường. Thì để xem là với một con Ragaz flex như thế này thì Brion họ sẽ hack não như thế nào với các thành viên bên phía của Noxy Redfox ở bên kia. Còn với Noxy thì họ rất là trực quan, một con Wukong ở vị trí đi rừng trong tay của Selvi để gia tăng thêm cái khả năng giao tranh ở giai đoạn sau khi họ đã có sẵn một nguồn sát thương rất lớn tới từ Jerry trong tay của Vital rồi. Một lối cấm chọn mà cả hai đặt rất nặng trọng tâm vào điều kiện thắng khu vực đường dưới của họ với việc lựa chọn cặp đôi xạ thủ hỗ trợ ở ngay phase 1. Không có bên nào muốn ưu tiên cho cặp đôi mid rừng cả. Và Nông Sim đang là những người có tiên cơ hơn trong việc sở hữu một cặp đôi mid rừng mạnh với ngộ không đi rừng. Họ có thể kết hợp với những chất tướng mạnh khu vực đường giữa như là Ari, như là Annie. Nó đều là những chất tướng đi cặp cùng với ngộ không cực kỳ khỏe trong việc tạo ra những khoảng trống trong giao tranh dành cho những hyper carry như là Jerry. Và lực cấm ở tại phase 2 thì Nông Sim đang muốn hướng tới khu vực rừng của MT với việc loại bỏ đi Viego. Viego bị tước đi ở vị trí của MT, còn bên này thì là Aini bị loại bỏ luôn ở vị trí của Quad. Một bài vẫn đang quá mạnh ở trong thời điểm beta hiện tại và chắc chắn là phải ban rồi. Tôi nghĩ rằng là Brion họ hoàn toàn có thể tước đi luôn Ari để khóa luôn một trong những ngòi nổ và có khả năng kết hợp rất tốt với lại Wukong tới từ Selvi nữa. Cặp đôi Wukong và Ari là một cặp đôi cực kỳ mạnh, không chỉ mạnh ở khoản bắt lẻ mà còn mạnh ở trong khả năng giao tranh và mở tới từ cả hồ ly chuyến đuôi và cả một con ngộ không của Selvi nữa. Thì bên phía Noxy Redfox thì họ ban rất là nhiều vào rừng. Họ ban Maokai ở phase 1, họ ban Volibear và Viego ở phase 2. Thì MT anh ta sẽ chơi cái gì đây? Bây giờ thì những chiếc tướng đi rừng có lẽ sẽ thiên về khả năng chống chịu nhiều hơn. Hoặc đánh, nếu đánh tấn công thì vẫn còn đó Khazik dành cho MT, cũng là một trong số những con tướng tủ thời đỉnh cao của MT. Còn bên phía bên này thì Brion quyết định loại bỏ đi Malphite ở lượt cấm cuối cùng nhắm đến khu đường trên của DNDN. Lựa chọn dành cho các thành viên Nông Sim lúc này là đường trên hay là đường giữa đây? Họ còn hai đường đơn sẽ phải lựa chọn ở tại phase 2. Cassiopeia. Và Cassiopeia tướng tủ của Quad ở xếp hạng đơn Hàn Quốc liệu rằng có được mang ra hay không? Đấy, nó đã được khóa vào rồi. Chà,
Như vậy đây sẽ là một con Cassiopeia. Tôi nghĩ rằng là 90% ở khu vực đứng giữa. Thực ra thì Cassiopeia đứng trên không phải chúng ta chưa thấy, nhưng để mà nói rằng là Cassiopeia của Nông Sim mà nó nằm trong tay của Quát thì tôi nghĩ tín hơn, tín khỏi phải bàn rồi. Và đây sẽ là một con Cassiopeia đứng giữa để đối đầu với cái gì của Brion đây. Họ có muốn đánh một con Ragas ở khu vực đứng giữa để chơi cái kiểu mà bắn máu để đường hay không? Không, họ quyết định là chơi tất tay với đối phương luôn. Bạn chơi một con tướng có khả năng kiểm soát và farm vào trong giai đoạn đầu thì tôi đánh một con tướng có khả năng gây áp lực, đó là Syndra trong tay của Karis. Đây là một chất tướng được coi là nhỉnh hơn dành cho người chơi đứng giữa của Brion, vì cái tầm hoạt động tới từ Syndra rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với Cassiopeia. Sẽ là một kèo khó dành cho Quát. Và ở trong khu vực rừng thì Âm Ty đang muốn hướng tới một con Lee Sin. Đây là lựa chọn dành cho Âm Ty ở trong ván thi đấu đầu tiên này để bắt cặp cùng với những chất tướng có khả năng gây hiệu khống chế tầm xa như Ragat cùng với Syndra. Lựa chọn dành cho đường trên của Nông Sim Redford để đầu cùng với Ragat của Morgan đang tạm thời để là một con Aatrox. Một chất tướng đã được khóa vào dành cho DNDN khu vực đường trên. Teskey luôn không? Teskey luôn không? Chắc chắn rồi, đây sẽ là con Aatrox DX dành cho DNDN. Thì để xem là với một con Aatrox ở phiên bản hiện tại thì cái khả năng thể hiện đến từ DNDN nó sẽ như thế nào khi phải đối đầu với lại Gragas trong tay của Morgan. Một cái chất đội hình mà tôi nghĩ rằng nếu như khóa lại On thì đây là một đội hình siêu lết đến từ Nông Sim Redford. Họ sẽ có khả năng đúc đồ và nâng cấp sức mạnh dành cho Cassiopeia và Zeri ở trong giai đoạn sau. Nhưng nếu như nó là Aatrox thì lại là một cái đội hình có một khả năng đánh ở trong giai đoạn giữa trận rất mạnh, với khả năng can lướt tới từ cả Aatrox và cả một con Wukong trong tay của Selvi nữa. Còn ở bên phía bên kia thì là một đội hình phá giao tranh tương đối là mạnh đến từ các thành viên bên phía của Brion, khi họ đang sở hữu một con Gragas cũng như là cả Lee Sin của Âm Ty nữa, nhưng còn có một cái khả năng chống những con tướng băng vào tương đối tốt. Từ chung kết thế giới trở về đây thì ít nhất là Aatrox đã nhận được hai đợt búp sức mạnh sau những đợt nợp cực kỳ thảm. Tuy nhiên tôi cảm giác rằng cái lượng búp sức mạnh đến từ Aatrox nó chưa đủ khỏe so với thời đỉnh cao của nó. Búp W cùng với búp R chứ không búp đam quy hay là E hay là búp hút máu gì cả, chưa kể những món trang bị hút máu nhiều hay là có khả năng phục hồi tốt như là vũ điệu tử thần hay là chủ yếu viết cũ thì nó đã bị rất nhiều giảm đi tương đối nhiều khả năng phục hồi so với phiên bản của chung kết thế giới rồi. Nhưng ngày hôm nay thì để xem là DNDN mang con Aatrox trở lại khu vực đường trên thì màn trình diễn của anh ta sẽ là như thế nào. Và đâu rất thú vị khi mà chúng ta có được những con tướng xưa cũ và quay trở lại. Cassiopeia đứng giữa của Quát và Aatrox trong tay của DNDN trong trận đấu đầu tiên của Nông Sim Redford và Brion ở LCK mùa hè năm 2023 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe để ủng hộ cho các luồng phát sóng của chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như Facebook, như YouTube, như TikTok và cả GG Live nữa. Vâng, và ván đấu đầu tiên trong cuộc đụng độ giữa Brion cùng với Nông Sim Redford chính thức bắt đầu. Một ván thi đấu với lối cấm chọn rất thú vị đến từ cả hai đội tuyển với nhiều chất tướng mới ở trong phiên bản 13.10. Chúng ta có một kèo đấu khu vực đường giữa mới, đó là Syndra cùng với Cassiopeia. Khu vực đường trên thì đây là một con Ragat AP tới từ Morgan, khi anh ta quyết định mang theo một cái tăng tốc pha để có thể lấy sát thương từ kỹ năng E. Nếu như không mang tăng tốc pha bạn ủi E vào thì Aatrox có thể trả sát thương rất đau, và tăng tốc pha sẽ là thứ công cụ giúp cho anh ta có được áp lực đường tốt hơn. Đang là pha di chuyển đến từ hai thành viên của Brion và họ tạm thời đẩy lui được DNDN ra khỏi bụi cỏ trong ba khu vực đường trên, và không phải là một màn test skin direct tới từ DNDN. Này Riot Games không vui đâu chứ. Đang có trang phục mà lâu lắm rồi ta mới thấy được Aatrox xuất hiện quay trở lại, thì quyết định của DNDN là không sử dụng cái trang phục mới. Có cả hàng hiệu luôn. Có cả hàng hiệu luôn, chắc chắn là những cái bộ trang phục của các tài khoản được cấp ở máy chủ đánh giải này thì họ sẽ có full tất cả những cái trang bị, cái trang phục đó. Hay là phải sang 13.11 nhỉ? 13.11 hình như vậy. Thì cũng khá là đáng tiếc khi chúng ta chưa được thấy cái skin mới của nhà vô địch Trung Quốc Thế Giới 2022. Và quay trở lại với kèo đấu đứng giữa, con Syndra Eri của Karis đối đầu với lại một con Cassiopeia tăng tốc pha. Kèo này thì xem Quát đánh rank rất là nhiều rồi. Nếu quy ở cấp 1 và chỉ cần có khoảng tầm 2 cú quy chuẩn xác thôi thì cái lượng bó bất đi của Karis sẽ là rất nhiều. Một kèo đấu mà cấp 1 sẽ là tình huống thi nhau xem là ai quy tốt hơn và ai né quy tốt hơn mà thôi. Còn đường dưới thì đang là những tình huống nỗ lực đẩy đường trước tới từ cặp đường dưới của Nông Sim Redford. Và họ là những người có được áp lực đẩy đường trong khoảng thời gian ban đầu không hề thua kém so với đối phương. Nhưng máu mất đi đến từ cả Vital lẫn cả Peter là nhiều hơn. Và để xem là vòng rừng thì tốc độ rừng đến từ hai người chơi rừng sẽ là như thế nào. Vòng rừng từ khu cánh trên xuống đến từ cả hai. Và cấp độ 2 trước dành cho Vital của Peter, họ ngay lập tức lao lên tấn công đối phương, lấy đi khoảng chừng 1/4 cây máu của xạ thủ Henna.
À quên mất một cái thông số là ở trong giai đoạn LCK mùa xuân 2022 thì những cái thông số của Jerry trong tie vital rất tốt nha, và cực kỳ ấn tượng nha, mặc dù là team của anh ta thua rất là nhiều. Nhưng kia đây khi mà vital được lựa chọn con bài này là cực kỳ cao. Và để xem là anh ta có giữ được cái phong độ tốt từ giai đoạn mùa xuân đến với giai đoạn mùa hè này hay không, khi phải đối đầu với một cặp đôi đứng dưới cũng đang khá là hot ở meta hiện tại, đó là Felix cũng như là Milo của Hena và Edfrog. Khu vực đứng giữa là những tình huống trao đổi chiều rất là gắt. Quay tan kẻ yếu tốt đến từ vị trí của Karis và pha ý lực vừa rồi lấy đi nửa cây máu của Quát. Lúc này thì Quát đã phải dùng đến bình thuốc biến dị cuối cùng để có thể đi đường cùng với những áp lực của một con Syndra trong tay của Karis. Về vòng rừng thì cả hai người chơi rừng đều đang có mặt tại khu vực cánh dưới bản đồ. Và liệu rằng cua dưới cạnh tranh sẽ như thế nào đây khi mà đường giữa cùng với đường dưới của NoSim đều đang ở một thế khó. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể phải cân nhắc việc bỏ đi cua dưới để lên cua trên và phần nào đó cân bằng được về lượng kinh nghiệm dành cho CV. Cánh dưới bắt đầu là những cái tình huống đẩy ngược về tốt hơn đến từ vị trí của Hena cũng như là Airfrost so với lại Vital và Peter. Còn ở phần rừng thì Amti anh ta đã có được những cái động thái kiểm soát cua dưới sớm hơn so với lại Wukong trong tay của Selvi. Và đây là những động thái tôi nghĩ rằng rất ổn khi mà Hena và Airfrost đang là những người đẩy được tốt hơn. Tốc độ đi rừng hoàn toàn là vượt trội dành cho Amti ở trong vòng rừng đầu tiên. Và sau khi anh ta có cua thì lúc này Selvi mới xong con bùa xanh và bắt đầu di chuyển lên khu vực cánh trên để kiểm soát cua trên. Nhưng thậm chí là một tình huống mà Amti đang di chuyển lên cánh trên sớm hơn so với cả người chơi đường rừng đối phương. Còn đường dưới có đánh nhau diễn ra, pháo trọng trường giữ cho đối phương lại và lượng sát thương trả lại đến từ cả hai là tương đối đáng kể. Một tình huống lấy máu mà thôi, trao đổi chiêu để lấy máu. Nhưng cảm giác là Hena anh ta vẫn đang có được một cái áp lực đi đường tốt hơn và khả năng đẩy đường cũng là vượt trội hơn với dạng súng hỏa ngục của anh ta so với lại cái tốc độ đẩy đường đến từ một con Jerry được hỗ trợ bởi Yumi đến từ Vital. Đang là những cái áp lực ở cánh dưới đồng nghĩa với việc là Lee Sin trong tay Amti hoàn toàn thoải mái. Anh ta thậm chí đã có thể đi thẳng sang phần rừng của Selvi để có được những tình huống xâm lăng. Nhưng đang thi đấu một cách khá an toàn đến từ đội trưởng bên phía của Brion. Còn ở khu vực đứng giữa thì bắt đầu có được những cái sức ép về thế lính ngược trở lại đến từ Quát với Cassiopeia. Với súng hỏa ngục thì Hena cũng đang làm tốt cái công việc đẩy đường khu vực đứng dưới. Và tôi nghĩ rằng anh ta đang ôm một lượng tiền lớn với hơn 30 chỉ số lính, gần 40 chỉ số lính đang cầm trên người. Những gì mà Amti có ở vòng rừng đầu tiên là vòng rừng 2 cua. Tạm thời thì anh ta đang ăn rừng trên tầm nhìn của NoSim Red Frost. Nhưng đây rõ ràng là một lợi thế lớn dành cho người chơi rừng của Brion trong việc đạt ngưỡng cấp độ 6 và thể hiện sức tác động tới từ một con Lee Sin. Hena và Edfrog đang đi đường rất ổn nha. Ở cước siêu cường lấy khá nhiều máu của Vital, có kiệt sức luôn đến từ vị trí của Peter. Nhưng máu mất đi đến từ Vital rõ ràng là nhiều hơn. Cả hai con tướng hỗ trợ đều có khả năng hồi phục. Và Hena cũng như là Edfrog đang có được một giai đoạn đi đường thực sự là ổn áp hơn rất nhiều so với những gì mà Vital và Peter mang lại. Gần hai giáp trụ ở cánh dưới dành cho bộ đôi đứng dưới của Brion rồi. Vâng, một điều kiện thắng đã được đảm bảo tốt tại cánh dưới dành cho Brion. Còn cánh trên thì cái đấu giữa Ragaz cùng với Atrox đang được xử lý hòa đến từ cả Morgan lẫn DNDN. Không có một sự vươn lên dẫn trước quá nhiều về chỉ số lính đến từ cả hai người chơi đường trên. Còn vòng rừng thứ hai thì Amti đang ăn từ khu cánh dưới lên. Anh ta tạm thời đổi hướng vòng rừng một chút khi vòng rừng đầu tiên thì anh ta có ý định đánh cua trên và thậm chí farm thêm một vài bãi ở tại rừng trên nữa. Bây giờ thì con rồng nguyên tố đầu tiên đang sẵn sàng, nhưng đây sẽ là nhịp di chuyển về đến từ cả hai thành viên đứng dưới của Brion. Nó sẽ chưa phải là con rồng được khởi động tới từ Amti, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian đi đường vừa qua thì Brion đang là những người vươn lên dẫn trước về chỉ số lính ở một vài vị trí. Rồng thì đang được kiểm soát bởi CV, nhưng liệu rằng có đủ cơ sở để anh ta ăn nói hay không đây? Khó. Lee Sin đang tiến ra với cấp độ 5 dành cho Amti và lượng trang bị mà anh ta mang ra là một cái dây thép gai. Bên phía bên kia thì CV với hai trường kiếm cùng với một hồng ngọc. Khó cho Selvi với tình huống mở rộng vừa rồi. Thực ra cái tình huống anh ta tham minh nhịp bấm bê về nhà tốt đến từ cặp đôi Hena và Airfrog để thực hiện hóa cái ý đồ ăn rồng. Nhưng Amti rất tỉnh. Amti anh ta cũng có được một cái tốc độ farm rừng rất nhanh với chất tướng Lee Sin và can thiệp kịp thời đến từ người chơi đi rừng bên phía của Brion để ngăn chặn cái ý đồ có được con rồng sớm dành cho các thành viên bên phía của đồng chí Radford. Sáu âm găm chúng nhưng chắc chắn là sẽ không lao vào khi đang là một con Cassiopeia cấp 6 sẵn sàng có ánh nhìn hoa đá. Và chỉ cần một tình huống sơ hở thôi Amti chắc chắn là phải lên bảng điểm số. Còn ở cánh dưới này thì lần bố bê trở về nhà, quyết định đến từ Hena là anh ta nâng cấp luôn cho mình một đôi giày cuồng nộ để gia tăng thêm tốc độ đánh, tăng thêm độ cơ động cũng như là tốc độ di chuyển để giúp cho anh ta tự tin hơn trong những tình huống đẩy đường. Selvi đang có được một tình huống lòn ra phía đằng sau lưng, nhưng anh ta chỉ là con khu công cấp 5 thôi, không có hất tung. Rất khó để phát động một pha tấn công với việc họ không còn phép bổ trợ kiệt sức trên người của Peter và họ cũng không có hiệu khống chế tới từ cặp đôi Jerry cùng với Yumi.
Và Ngộ Không cấp độ 5 thì cũng không đào đâu ra hiệu khống chế cả. Một pha di chuyển xuống khu vực sông dưới để kiểm soát cua. Cua đã có cho Sylvie nhưng anh ta đã phải trả giá bằng bãi chim kỳ biến dị tại khu cánh trên. Và vòng rừng này là vòng rừng mà MT tiếp tục gia tăng thêm chỉ số các vật rừng để anh ta hướng tới cấp độ 6. Cấp độ 6 sẽ là cấp độ cực kỳ nguy hiểm tới từ một con Lee Sin khi các đường của anh ta đều có hiệu ứng khống chế. Và lượng sát thương đến từ đội hình bên phía của Brion ở tất cả các đường đều cực kỳ cao. Và để xem là pha tấn công ở cấp độ 6 của MT sẽ hướng tới khu vực nào. Anh ta đang hướng ra khu vực giữa. Phát có pha nhanh độc rất đau vào người của Sidra trong tay Karis, nhưng vừa rồi thì anh ta bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy với cú sóng âm găm trúng đến từ Amti. Không tốc biến thì chắc chắn là dính sóng âm rồi, và sau đó kể cả khi mà anh ta tốc biến đi chăng nữa thì vẫn sẽ là vô ảnh cơ chồng vào và cú đá ngược sẵn sàng đến từ vị trí của Amti để cho Sidra trong tay của Karis hướng với bùng nổ sức mạnh. Cướp được tốc biến của Quát, rất tự tin với tình huống xâm lăng thẳng vào phần rừng bốn đỏ của Selvi. Và liệu đây có phải là một pha cướp bóc thành công dành cho người rừng bên phía của Brion không hay không? Anh ta có trừng phạt và sóng âm kết hợp với trừng phạt, Amti cướp được luôn bùa đỏ. Lợi thế tương đối dành cho Brion ở trong giai đoạn đầu khi họ đang thắng thế ở gần như tất cả các trận. Đúng là như vậy, đó là một tình huống mà Amti cũng hài lòng với việc chỉ là cướp con bùa đỏ chứ không phải là phát động một pha tấn công 1v1 để tìm kiếm pha solo kill. Lúc này thì Sylvi đã bị đẩy lui khỏi khu vực rừng cánh trên và anh ta đang tìm kiếm rừng cánh dưới của đối phương để khai thác ngược trở lại hoặc là kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên. Con sứ giả thì nó sẽ là một mục tiêu mà bên phía của Nông Sim quyết định buông bỏ rồi. Họ có tầm nhìn về vị trí đứng tới từ MT nhưng họ không có đủ áp lực trong việc cạnh tranh con sứ giả này với đối phương. Sẽ là tình huống cầm sứ giả trở lại khu vực cánh dưới hay lên khu vực rừng trên để tấn công trụ của đối phương đây, đang là một quyết định tạm thời giật về để farm tới từ MT. Và khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian mà Sylvie tác động xuống khu cánh dưới bản đồ, cướp rừng và tạo ra những áp lực khiến cho cặp đôi đường dưới của Brion chưa dám để quá cả. Long Sim bắt buộc phải buông bỏ thôi khi mà con Cassiopeia của Quát vừa rồi bị lấy đi tốc biến và mất đi một phép bổ trợ quan trọng, đồng ý với việc Long Sim không có được bất cứ một cái áp lực nào vào con sứ giả đầu tiên. Có chăng thì họ đang muốn kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên. Nãy giờ Selvi đang lườm rồng rất nhiều nhưng anh ta không mở được nha. Anh ta cứ mở là anh ta sẽ gặp Milio, gặp gặp Lee Sin trong tay của Amti và can thiệp kịp thời như vậy. Thì rõ ràng Đông Sim chưa thể ăn rồng được ở thời điểm phút thứ 9 này, nhưng vẫn sẽ là một pha mở rồng với thậm chí là cả Vital và Peter ra hỗ trợ. Một pha phát động tấn công tới từ Morgan và liệu rằng tăng tốc pha có giúp anh ta rút lui được hay không? Đây, những tình huống trả sát thương tới từ quỷ kiếm Darkin lúc này nó đã bắt đầu đau rồi, bởi vì đây là con Ragaz lên theo thiên hướng sức mạnh phép thuật chứ không phải là một Ragaz chống chịu. Và lượng sát thương vừa rồi trả lại cũng đã lấy đi của Morgan khoảng chừng nửa cây máu, nhưng có âm ti ở đây với con sứ giả. Và tôi nghĩ rằng việc đổi máu sẽ là không lời nếu như DNDN bị đẩy vào một ngưỡng máu thấp. Sẽ là tình huống di chuyển về an toàn tới từ đường trên bên phía của Nông Sim và không tạo ra một tình huống nguy hiểm dành cho đường trên của họ với tình huống di chuyển của MT. Và MT cũng biết rằng mình sẽ không có cơ hội băng trụ, anh ta quyết định xách con sứ giả xuống khu vực cánh dưới. Cánh dưới vừa rồi diễn ra một tình huống kiểm soát rồng và đó là mục tiêu mà Nông Sim gọi là gỡ gạc lại sau khi để mất đi con sứ giả đầu tiên. Trực quan chúng ta có thể thấy được rằng là cái chênh lệch lớn nhất đến từ hai bên ở sau khoảng tầm 10 phút thi đấu là ở vai trò đi rừng, khi mà Lee Sin trong tay của MT đang có được một cái khả năng kiểm soát tốt hơn so với lại Selvi. Anh ta ăn được hai con cua đầu, anh ta ăn được con sứ giả, trong khi đó thì cũng là những cái màn trả đũa đến từ Selvi với con dòng nguyên tố đầu tiên. Nhưng chỉ số lính chênh lệch đang giúp cho Brion có được hơn một chút về cái lượng kinh tế so với lại đối thủ ở thời điểm phút thứ 11 này, và đang là một pha swap land đến từ các thành viên bên phía của Brion. Họ đẩy Milo lên trên, họ rồi có Amti với sứ giả, và liệu có phải là pha đái trụ hay không đây? Có thể là một tình huống băng trụ với 4 thành viên đến từ bên phía của Brion và cơ hội để có chiến công đầu là đây. Họ sẽ phải xử lý tình huống này thực sự tốt. Nộ Long Cước đẩy sát từng chiến binh tận thế lên nhưng có vẻ là khả năng phục hồi sẽ không đủ để DNDN chống chọi lại lượng sát thương đến từ 4 thành viên đối phương. Và trong đó có những kỹ năng chiêu cuối chỉ thẳng mặt như là chiêu cuối của Syndra hay Lee Sin bạn không né được. Và con sứ giả vẫn đang còn trên người MT, chưa gọi nó vội, anh ta đang còn một lượng máu khá thấp. Quyết định gọi sứ giả tới từ MT. Gọi sứ giả để giúp cho Hena có thêm giáp chủ và thậm chí là chủ một tòa bản đồ nếu như Quát không thể phòng ngự ở trong tình huống này. Nhưng rất thạch đá đến từ Cassiopeia trong tay đường giữa bên phía của đồng sĩ Rafox, nhưng khoảng trống lại tạo ra dành cho Morgan ở khu vực đường dưới. Anh ta bảo được gần như là phun giáp chủ ở cánh dưới rồi. Khu vực đường giữa là một khoảng trống nhỏ nhỏ dành cho Peter, nhưng rõ ràng là cái tốc độ lấy công trình cũng như là lấy mục tiêu về giáp chủ là không nhanh bằng so với lại bên phía của Brion đến từ đồng sĩ. Một khởi đầu khá khởi sắc dành cho Brion khi mà họ đang là những người dẫn dắt được thế trận của ván thi đấu này và đang có được một ngưỡng kinh tế tốt hơn nhờ những tình huống di chuyển kiểm soát mục tiêu và có những pha phát động tấn công một cách hợp lý. Vừa rồi là mạng chiến công đầu dành cho Syndra của Karis. Họ có thêm một lượng tiền lớn tới từ những lớp khiên trụ họ kiểm soát được ở hai đường cánh. Những gì mà họ phải trả giá cho tình huống di chuyển vừa rồi chỉ là một lớp khiên trụ khu đường giữa vào tay của Vital mà thôi. Đang là một tình huống CV có định đứng rình nhưng đây là một con Lee Sin sắp hồi nộ lòng cước rồi.
Và khả năng tay đôi đến từ Lee Sin so với Ngộ Không thì không hề thua kém, và thậm chí là có phần nhỉnh hơn cho MT vì anh ta đã hoàn thành xong đồ lớn. Còn đường dưới lúc này sẽ là thế trận 2-2 ngược trở lại dành cho cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của cả hai bên. Lượng sát thương vừa được gây ra đến từ cả hai xạ thủ thì nó nhỉnh hơn hoàn toàn dành cho một Aphelios đã hoàn thành xong phong thần kiếm của Hena. Quan trọng là dạng súng đến từ Hena nữa, cũng là một dạng súng rất là mạnh ở trong với tình huống 2-2. Và Rion mặc dù là đánh rất là chậm cùng vận động Shin Rapport ở khoảng tầm 13 phút thi đấu đầu tiên khi chỉ có đúng một mạng hạ gục mà thôi, nhưng cảm giác rằng là cái thế trận cũng như là cái khả năng kiểm soát thì Brion, Morgan và đồng đội đang làm nhỉnh hơn so với lại Nông Sim rất nhiều. Và nó cho thấy được cái tầm kinh nghiệm Anti, anh ta có được một cái bước di chuyển rất là thông minh cũng như là những cái vòng dừng tốt hơn so với lại Selvi ở trong giai đoạn đầu. Và nó khiến cho ở thời điểm hiện tại thì lợi thế đang nhỉnh hơn tương đối dành cho Brion ở khoảng tầm 13 phút thi đấu đầu tiên này. Cách biệt đâu đó khoảng chừng con số hơn 2.000 tiền là một cách biệt tốt dành cho đội hình có khả năng tăng thêm sức mạnh về nửa sau của ván thi đấu, cùng với đó là một đội hình cũng có khả năng giao tranh tổng mạnh, xoay quanh những chất tướng có những chiêu cuối trên diện rộng như là Ragat hay là Aphelios. Và họ đang cố gắng để tìm kiếm thêm lợi thế của mình. Xoay quanh mục tiêu lớn tiếp theo có thể xuất hiện sẽ là cả dòng nguyên tố thứ hai và sứ giả thứ hai. Pha di chuyển xuống khu vực canh dưới của MT. Lúc này thì nộ long cước của anh ta đã sẵn sàng, và lượng máu mất đi của Vital sau những tình huống bị tấn công bởi Hena là quá nhiều. Thậm chí là lượng sát thương lan đến từ súng hỏa ngục vừa rồi, nó lan từ trụ sang người của Vital cũng đang khiến cho xạ thủ của Nông Sim ở một ngưỡng máu quá thấp để phòng thủ cái trụ này. Không thể phòng ngự rồi. Đây sẽ là trụ bột toàn bản đồ dành cho Aphelios trong tay của Hena. Và Hena có được 5.700 tiền ở trong khoảng tầm 14 phút thi đấu đi đường. Thậm chí nó có thể được gia tăng khi mà anh ta có được một cái trụ bột toàn bản đồ ở trước phút thứ 14 nha. Đây sẽ một lượng tiền rất lớn được dồn thẳng vào túi xạ thủ bên phía của Brion. Và Brion đang làm cực kỳ ổn ở trong giai đoạn landing khi họ đang dẫn trước đối phương với khoảng tầm 3.500 tiền nhỉnh hơn. Mọi vị trí của họ đều đang có một lượng kinh tế nhỉnh hơn so với đối phương và đang chênh lệch nhiều nhất. Đó là vai trò hỗ trợ với tầm 1.000 tiền nghiêng về cho Effort với lượng giáp trụ mà anh ta khai thác được chung với những người đồng đội của mình. Và với lượng tiền nhỉnh hơn dành cho người chơi hỗ trợ bên phía của Brion thì anh ta đã hoàn thành xong sớm món trang bị đầu tiên, đó chính là một cái Sunelia. Đây là một trang bị thần thoại dành cho một con Milo. Và khi họ bắt đầu đẩy con Aphelios ra khu đường giữa, họ có khả năng kiểm soát những mục tiêu lớn cực kỳ tốt. Liên tục là những pha đẩy đường nhờ một lượng sát thương lớn tới từ Hena, và anh ta cùng với Effort có khả năng tác động sang hai mục tiêu bên cánh, đó chính là sứ giả cùng với rồng. Rõ ràng là tốt hơn so với những gì mà Vital cùng với Peter sẽ có. Powerpick đang thi đấu một cách rất là hiệu quả, đó là Aphelios trong tay của Hena ở khoảng tầm 15 phút thi đấu đầu tiên. So với lại Jerry trong tay của Vital ở bên phía kia, anh ta có một giai đoạn đi đường tốt hơn, số lính cân bằng, nhiều giáp trụ hơn, có được cho mình một mạng hỗ trợ trọng trường, có thể có khả năng giữ chân và giữ chân tầm xa. Nhưng đây là pha đảo đường đến từ Morgan để giúp cho Hena để đường tốt hơn so với lại Vital, cũng như là gây sức ép vào con rồng nguyên tố khi mà nó đã xuất hiện trên bản đồ rồi. Liệu rằng có đủ cơ sở để Nông Sim Redford tiến ra kiểm soát mục tiêu này hay không? Đấy, họ vừa có những món trang bị lớn trên người của một vài thành viên, nhưng rõ ràng là xét về sức mạnh họ sẽ không có đủ khả năng để cạnh tranh con rồng nguyên tố này. Và cú dịch chuyển trở lại khu rừng trên tới từ Morgan sau khi anh ta xuống cánh dưới tạo ra một áp lực quá lớn. Nếu như Nông Sim chấp nhận đánh cho pha vừa rồi, họ có thể sẽ phải đánh thiếu người. Và pha dịch chuyển lên khu đường trên vừa để đón lính vừa để tạo ra áp lực cánh trên dành cho bên phía của Brion trong việc kiểm soát con sứ giả thứ hai của ván thi đấu này. Họ đang muốn kiểm soát toàn bộ những mục tiêu có trên bản đồ. Họ sẽ không buông bỏ bất kỳ mục tiêu nào nữa cả. Họ đang có sức mạnh nhỉnh hơn và họ có khả năng làm điều đó. Thực sự thì họ đang macro một cách rất mắc binh nha. Sau khi Morgan di chuyển xuống khu vực đứng dưới để chắc chắn 100% rằng Brion có dầu thì anh ta tê lên lên trên. Và bây giờ thì sẽ làm tình huống di chuyển quay trở lại đến từ Karis để tạo ra một cái thế 5 người phối hợp đến từ Brion ở trong con sứ giả nguyên tố thứ hai. Họ chắc chắn không muốn con sứ giả này rơi vào tay các thành viên bên phía của Đông Sim Redford. Và Đông Sim không thể ăn được nó. Đúng, họ không có lý do gì để bỏ con sứ giả này cả. Ngưỡng sức mạnh hiện tại đội hình của họ đang nhỉnh hơn so với đối phương, và họ đang rất cần những mục tiêu để giao tranh nhằm khuếch đại thêm những lợi thế đang có về mặt trang bị. Và rõ ràng là Đông Sim sẽ phải là những người cân nhắc việc buông bỏ. Nhưng đó là cú dịch chuyển tới từ Quát. Họ muốn dùng con sứ giả này làm mục tiêu để gỡ gạc với tình huống 5 năm đầu tiên. Nào, Karis trao đổi chiều với Quát, Quát đang kẻ yếu, đẩy cầu vào được cây bao Quát mất đi rồi tốc biến bỏ chạy đến từ Karis. Bên này thì đã có sứ giả, nhưng sứ giả thuộc về Selvi. Trường cuối được tung ra ở vị trí của Peter, và một đội hình bên phía của Brion bắt buộc phải rút lui về. Rất nhiều người thấp máu đến từ Nông Sim, nhưng họ có thứ mình muốn, đó là con sứ giả thứ hai của ván đấu. Và một ván đấu rất LCK, cũng như là một tình huống giao tranh rất LCK. Rất đông thành viên đối phương yếu máu, nhưng không ai có đủ khả năng dứt điểm cả. Và con sứ giả thuộc về cho cú trừng phạt tới từ CV cũng là một điểm sáng dành cho bên phía Nông Sim Red Force. Họ đang là những người thất thế hơn, nhưng có một tình huống trao đổi hòa. Và tình huống giao tranh vừa rồi diễn ra thì họ không mất đi quá nhiều những phép bổ trợ quan trọng.
Cụ thể là họ không mất bất kỳ một phép bổ trợ tốc biến nào cả. Trong khi đó bên phía bên kia thì Rion đã mất đi cái tốc biến trên người của Karis. Và là một tình huống giao tranh mà rõ ràng bên phía Rion đã không thiết lập được thế giao tranh đủ đẹp. Nhưng đây là tình huống mà Morgan có định solo kill đối phương à? Nào né được Q2 rồi. Ok camera. Camera rất vô duyên. Morgan đang chuẩn bị PK, lát bụng thành công. Bắc trưởng giữ chân thung dưỡng đối phương. Và combo quá đẹp bắt đến từ Morgan anti tới. Và điểm hạ khúc dành cho đường trên bên phía của Rion. Đó là tình huống sóng âm cũng hơi vội tới từ MT khi mà Morgan đã tung thùng giữa nổ trước đó rồi. Và cũng là một tình huống kết hợp mà chưa mắc ping đến từ cặp đôi đường trên và đi rừng bên phía Brion. Nhưng cái kết thì nó vẫn là một tình huống có mà hạng gục dành cho họ ở trong ván thi đấu này. Lần đầu xuống thứ hai tới từ Airdrop của DNDN. Và sau tình huống tấn công này thì để xem bên phía của Brion sẽ xử lý như thế nào. Họ quyết định di chuyển về. Có được mà hạ gục khu vực đường trên đối phương với một cái trụ cũng không còn nhiều máu nữa đã là một tình huống giúp họ gia tăng thêm cái cách biệt về tiền tại thời điểm này rồi. Bình tình huống xử lý make play quá mắc ping tới từ Morgan và phần thưởng cho anh ta là một mà hạ gục cộng thêm. Họ sẽ tiếp tục snowball xoay quanh những mục tiêu lớn, cụ thể là dòng nguyên tố trong ván thi đấu này. Họ đã có một và từ dòng 2, dòng 3 trở đi, từ dòng 3 trở đi họ bắt đầu sẽ gây áp lực liên tục. Thung dưỡng đổ đầy về thung dưỡng thừa và đó thực sự là một tình huống xử lý rất mắc ping đến từ Morgan để giúp cho Rion có được điểm hạ gục thứ hai và lần nằm xuống cũng là thứ hai luôn đến từ DNDN. Một chút lợi thế ở cánh trên, không phải là một chút đâu. Tôi đang nhìn vào chỉ số lính cũng như là một điểm hạ gục thì cái lượng tiền tổng đến từ đứng trên bên phía của Rion sẽ là tương đối lớn hơn so với lại những gì mà DNDN sở hữu ở khoảng thời gian phút thứ 18 này. Vẫn đang là một chút ít những cái lợi thế dành cho các thành viên bên phía của Rion ở sau khoảng tầm gần 20 phút đồng hồ thi đấu. Nhưng để xem là họ có thể triển khai những lợi thế này thành các mục tiêu lớn hay không, hay triệt để hơn nữa sẽ là con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu và sẽ là ngưỡng rồng 2 dành cho Morgan và đồng đội. Rất khó khăn dành cho đội hình trẻ của No Shield Redford ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Điểm sáng của họ là việc mà Quad cùng với Vital vẫn đang duy trì chỉ số farm tốt theo thời gian mà thôi. Nhưng rõ ràng là họ vẫn đang thua tiền. Vì rõ ràng thua nhiều công trình đến như vậy thì bạn bắt buộc phải thua đâu đó khoảng chừng 2-3.000 tiền trở lên sau khi dọa đi đường kết thúc. Và đang là một cách biệt lên tới con số gần 4.000 tiền dành cho bên phía của Brion với những gì họ làm được là hai mạng hạ gục nhỉnh hơn. Cùng với đó là lượng kiểm soát lớp khiên trụ tốt hơn dành cho bên phía của Brion. Ở ngưỡng sức mạnh hai đồ lớn như thế này thì Aphelios của Hena bắt đầu có những lượng sát thương tuyến sau vô cùng khủng khiếp rồi. Chỉ cần tuyến đầu của họ làm tốt với những hiệu khống chế tới từ Morgan, tới từ MT hay tới từ những pha quét tan kỳ yếu của Karis thôi, là lượng sát thương tuyến sau của một Aphelios nó có thể được bồi vào một đội hình đang không có nhiều chống chịu của đồng chí Red Force. Đã là pha đẩy cao tới từ Morgan và anh ta hoàn toàn bị tấn công. Nào quát tới băng trưởng thủ dồn đổ đẩy quát ra nhưng Savi vẫn vào tầm để có thể hất tung được. Lát bụng vào chơi luôn đến từ vị trí của Morgan, có dịch chuyển tốc biến bỏ chạy với tăng tốc pha đến từ người trên đứng trên bên phía của Rion. Anh nhìn hóa đá không làm cho được Karis nhưng sát thương bồi vào quét tan kẻ yếu. Lát bụng để có thể giúp đồng đội lùi về đến từ Morgan và Karis cũng như Morgan vẫn sâu với tình huống vây bắt vừa rồi đến từ một đội bên phía của Nông Sim. Bên này thì sao đây, Apti buộc phải dùng cả nộ long cước và tốc biến để có thể thoát lùi về với chiến binh tận thế được bật đến từ DNDN. Hai cái tốc biến phải được đầu tư để rút lui cho thiếu vừa rồi tới từ bên phía của Brion, đó chính là tốc biến của MT và tốc biến của Morgan. Một pha có định quay bắt Morgan khu vực đường trên đến từ bên phía của Nông Sim Redford nhưng họ không có đủ sát thương để hạ gục một con Ragaz như thế này. Và con sứ giả được triệu hồi tại khu vực đường giữa, CV mất máu khá nhiều. Sứ giả vẫn thực hiện được cú hook và lấy lại một lượng máu lớn của trụ một đường giữa bên phía Brion nhưng nó chưa đủ sức để mang lại một công trình dành cho Nông Sim tại thời điểm này. Pha cứu thoát đồng đội rất ổn đến từ Morgan với tình huống co quay của anh ta nhưng cái giá phải trả cũng là hai phép tốc biến như Tùng nói đến từ Brion. Họ có ưu thế ở khu vực hang rồng khi mà Selvi thấp máu, anh ta không thể di chuyển ra để tranh cướp được và đây sẽ là con rồng nguyên tố thứ hai dành cho các thành viên bên phía của Brion. Có luôn áp lực ở khu vực đứng giữa đẩy thân lính vào và lợi thế vẫn thuộc về bên phía của Brion mặc dù là họ mất phép hỗ trợ ở tình huống trước. Vâng, vẫn nhiều chiêu cuối như vậy thì Nông Sim đúng là có lợi thế phép bổ trợ cũng rất khó để cạnh tranh. Và đây là tình huống trừng phạt còn tới từ MT. Anh ta tung nộ long cước lại để rút lui rồi. Thậm chí lần này anh ta có định quay người trở lại tấn công đối phương nhưng tình huống sóng âm nó chỉ trúng vào cái bóng của CV mà thôi. Và vẫn đang là những lợi thế dành cho bên phía của Brion. Rất đáng tiếc cho bên phía Nông Sim là họ chỉ dừng lại ở những pha ép phép bổ trợ, chưa khai thác được bất kỳ một mạ gục nào trong ván thi đấu này cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là Brion họ sẽ phải đối mặt với hai cục nổ chậm đến từ bên phía của Nông Sim Redford. Jerry của Vital đã có đồ 2 rồi và Quad thì cũng đã hoàn thành xong cho mình triệu pha rely ở trang bị thứ 2. Đây sẽ là ngưỡng sức mạnh đến từ bộ đôi carry bên phía của Nông Sim Redford ở giai đoạn sau với cái nguồn sát thương thực sự là rất dồi dào. Bên này thì Brion họ cũng đã có được cho mình những cái trang bị thứ 2 ở hầu như tất cả các vị trí. Chỉ trừ con Syndra được giữa trong tay của Karis mà thôi. Thì mà anh ta vẫn đang tích tiền để hướng lên thẳng một cái triệu hư vô với cái đá khóa đang bỏ ngỏ. Còn trong khi đó thì Hena ván thi đấu này anh ta sẽ hướng tới thêm cả giảm hồi máu trên người một xạ thủ.
Thường thì xạ thủ sẽ ít khi lên cái giảm hồi máu mà thay vào đó là các vị trí khác. Và thực ra trong đội hình của họ đã có giảm hồi máu tới từ quỷ thư Morello trên người của Morgan rồi. Với quỷ thư Morello thì nó vừa bổ sung cho bạn lượng máu lớn, vừa bổ sung cho bạn khả năng giảm phục hồi rất tốt trong một đội hình nhiều phục hồi của đối phương, và vẫn bổ sung một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp tới từ một Ragaz full AP của Morgan. Và lúc này thì lợi thế vẫn đang có dành cho bên phía Brion. Họ đang muốn tập trung đội hình để có thể khai thác trụ một khu đường giữa của đối phương. Một cái trụ không còn nhiều máu, nó còn khoảng chừng nửa cây máu. Morgan vừa có một góc tạt bên phía cánh phải, nhưng góc này thì đối phương đã có thông tin. Hai đội đang rất là muốn lấy cái trụ đường giữa của đối phương. Nãy giờ thì cái tốc độ đẩy đường đến từ Hay9 ta giữ súng rất là tốt nhá, luôn ở dạng hỏa gục, và khiến cho cái tốc độ đẩy đường đến từ một con Aphelios là lành nhỉnh hơn rất nhiều. Và mặc dù là Vital cũng đã phải đầu tư cho mình một cái cung cung Runa để gia tăng tốc độ đẩy, nhưng nó cũng không bằng được so với cái nguồn sát thương mà Hena có thể đem ra, cùng với lại khả năng hỗ trợ đến từ vị trí của Milio trong tay Effort nữa. Và đây sẽ là lợi thế dành cho Brion khi họ đang đẩy tốt hơn ở cả ba khu vực đường, đồng nghĩa với việc là cái tầm nhìn ở hai cánh của họ cũng sẽ là tốt hơn so với lại Nosy Rafok ở trong giai đoạn hiện tại. Mục tiêu sắp tới, rồng thì còn khoảng 2 phút 50 giây nữa, và con Baron đầu tiên thì đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ Brion. Đội hình của cả hai bên thì là một đội hình ăn Baron cũng rất nhanh nha. Bên phía của Brion thì có Aphelios, nếu như có Thăng Hoa Luân ăn Luân cực kỳ nhanh. Bên phía bên kia thì Nosy có Cassiopeia ăn Baron cũng rất nhanh. Đây là một tình huống ăn Baron lén, và tốc độ ăn Baron là khá nhanh đến từ bên phía của Brion với Thăng Hoa Luân trên người của Hena. Nhưng tốc độ ăn là chưa đủ nhanh, CV có mặt. Nào, có cướp được hay không đây? Quyết định là 50-50 đến từ bên phía của Brion. Bên này thì Vital băng thẳng vào. Anh ta làm gì đây này? Anh ta nằm xuống địa bàn gục dành cho Syndra và Peter kẹt lại. Tôi không hiểu Vital làm gì, quét tan kẻ yếu. Cú công trong tay của Selby cũng bị kẹt lại. Một cú double kill dành cho vị trí Aphelios trong quay của Hena. Và Dia thì không thể nào một mình chống lại thiên hạ được. Triple kill dành cho Hena. Và Vital làm gì vậy? Anh ta e thẳng vào giữa 5 thành viên của Brion, và sau đó ăn một cú kiệt sức trời giáng tới từ Red Force. Lượng sát thương anh ta gây ra với cú chiêu cuối để đạt được điểm là vô cùng ấn tượng, nhưng đó là tất cả những gì anh ta có trong pha tranh vừa rồi. Vì ngay sau đó, sau cú kiệt sức đến từ hỗ trợ của đối phương, thì xạ thủ của Nông Sim không có sát thương, và anh ta cũng đã nằm xuống ngay lập tức sau cú đá nổ lồng cước tới từ MT. Một quyết định tự sát tới từ Vital. Tôi không biết là anh ta chủ động e xuống hay là anh ta e nhầm một góc e mà tạo ra một lượng sát thương lớn với cú để đạt được điểm. Ui, rồi 5 người. Sau đó anh ta phát thẳng vào giữa đội hình đối phương và nhận hàng tỷ hiệu khống chế khi mà đối phương vẫn còn rất nhiều chiêu thức quan trọng như vậy. Tôi nghĩ là anh ta e bị hớ. Sau khi mà anh ta e thì anh ta phát hiện ra thôi xong rồi, mình phải gỡ thôi, và mình tốc biến vào giữa team địch thì ăn kiệt sức. Ngay lập tức là những tình huống quét tan rồi nộ long cước đá ra, Vital không thể gây được bất cứ một sát thương nào cả, và anh ta lấy bảng điểm số khiến cho cả Peter nằm luôn. Và sau đó Dian bị kẹt lại với cú triple kill dành cho Aphelios. Tất cả những gì mà Brion muốn là con Baron, và thậm chí là họ có cả 3 mạng dành cho xạ thủ chủ lực của mình. Vâng, với cú triple kill vừa rồi thì Hena cũng đã có đồ 3 rồi. Lời nhắc tử vong đã có lượng chí mạng 60% cùng với lượng sát thương lớn tới từ 3 trang bị. Chấn phái của một Aphelios thực ra không chấn phái lắm với cái lời nhắc tử vong. Thì tôi nghĩ rằng đó vẫn là một ngưỡng sức mạnh mới dành cho xạ thủ bên phía của Brion, và anh ta có một lượng sát thương đầu ra chắc chắn là nhỉnh hơn so với xạ thủ bên phía của Nosim rồi. Một ván thi đấu mà rõ ràng là Peter đã không biết phải làm gì hơn cho tình huống giao tranh vừa rồi, khi mà anh ta là một con Yumi bám vật chủ từ đầu đến cuối, là một con Jerry. Nhưng vào giao tranh thì đồng đội của anh ta hơi bóp. Và bây giờ thì đang là một nỗ lực để gỡ trụ có tiền thưởng dành cho Vital. Nhưng phía sau anh ta đang là một con Lee Sin của MT, sẽ phải chạy lên cánh trên để nhận sự hỗ trợ đến từ đồng đội, và ít nhất là anh ta vẫn còn đường để rút lui. Một loại Baron chỉ có khoảng tầm 1.500 vàng nhỉnh hơn đến từ các thành viên bên phía của PR mà thôi, không phải là một Baron power play giá trị. Nhưng đây là một con Aphelios 3-0 nha. Hena đi giai đoạn đi đường thì mặc dù là anh ta làm rất là ổn và anh ta cũng được nhiều rất là nhiều tài nguyên nhưng không có mạng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh ta đang là một con Aphelios có mạng rồi, và ngưỡng sức mạnh đến sớm hơn rất nhiều so với lại Jerry trong tay của Vital. Phải nói rằng nó là một sai lầm rất rất chí mạng dành cho xạ thủ bên phía của Nosy Rafok. Đây sẽ là con dòng nguyên tố thứ 3 dành cho thành viên bên phía của Brion khi Nosy đang đẩy ở cánh trên và họ không có bất cứ một cái con mắt nào để có thể cạnh tranh con rồng này cả. Sẽ là một thảm cảnh diễn ra dành cho Đông Sim nếu như họ để mất con rồng nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu, đồng nghĩa với đó sẽ là một cái linh hồn rồng siêu mạnh, linh hồn rồng công nghệ dành cho đội bên phía của Brion. Tôi không biết lúc đó thì họ sẽ phải giao tranh kiểu gì nữa. Những chất tướng của họ là những chất tướng cũng không yếu về giai đoạn nửa sau của ván thi đấu, nhưng rõ ràng là những lợi thế hiện tại của Brion đang là một lợi thế khổng lồ
hơn 7.000 tiền chênh lệch cùng với 3-1 về rồng nguyên tố. Trong khi đó thì rồng nguyên tố mà bên phía con ông Sim có chỉ là một con rồng gió mà thôi. Và bây giờ họ đang bị tổ chức tấn công, đó là một pha bắt buộc phải nhả phân thân bỏ chạy tới từ siêu vi. Nhưng anh ta mất máu quá nhiều sau những đòn đánh tay bằng thang hoa lân của Hena. Anh ta về được, Quát cũng an toàn với vị trí đứng ở gần trụ 2, nhưng đối phương vẫn đang tiếp tục đẩy. Quyết định của Hena là không bung ánh trăng dẫn lối trong pha vừa rồi. Nếu như anh ta dùng ánh trăng dẫn lối vào thẳng cái bụi đó thì tôi nghĩ rằng lượng sát thương sẽ là dư để hạ sát thành công con Wukong trong tay của Selvi. Nhưng quyết định là giữ chiêu lại tới từ xạ thủ bên phía của Brion chỉ là đẩy lui Selvi để lấy trụ 2 đến các thành viên bên phía của Brion mà thôi. Morgan thậm chí dùng luôn dịch chuyển xuống khu đứng dưới để tránh việc Dian có được một cái trụ với tiền thưởng mục tiêu dành cho đồng đội của mình. 6-0 về mạng dành cho Brion và họ đang dẫn trước gần 8.000 tiền so với đồng chí Bradford ở phút thứ 28. Nhưng vẫn đang rất chắc chắn trong những cái bước di chuyển của mình. Đánh từng rồng, đánh từng sứ giả, đánh từng con Baron 1. Đó là những gì mà Brion làm ở ván này. Ta đồng ý họ sẽ cần đến con Baron thứ 2 để có thể gia tăng thêm lợi thế và kết thúc ván thi đấu. Baron đầu tiên thì họ dùng nó để bóc rỡ đi dàn trụ ngoài của đối phương. Và họ đã thành công trong việc bóc rỡ đi toàn bộ dàn trụ ngoài của Nocturne Red Frost. Họ sẽ tiếp tục lăn cầu tuyết xoay quanh những con Baron và rồng nguyên tố tiếp theo. Nếu như thành công trong việc kiểm soát con Baron thứ 2 thì việc có được linh hồn rồng trong ván thi đấu này nó cũng là điều tương đối đơn giản. Và lợi thế với 6 công trình đang có được dành cho bên phía Brion là một lợi thế đủ lớn để họ có thể kỳ vọng rằng mình sẽ có được tình huống giao tranh thắng lợi tại khu vực 2 Baron thứ 2. Đồng chí Bradford thì họ vẫn đang phải chờ đợi những ngưỡng sức mạnh. Đã có dìu đại băng xa đến từ Vital ở trang bị thứ 3. Đây cũng sẽ là một cái ngưỡng sức mạnh nhỏ nhỏ đến từ đồng chí Bradford mà họ sẽ có thể bấu víu vào. Quát thì vẫn đang phải chờ để hướng lên cho mình một cái thú tượng ở trang bị thứ 3. Nãy giờ thì cái áp lực đến từ một con Cassiopeia và cái mức độ hiệu quả của anh ta trong những tình huống giao tranh. Thực ra thì Đông Sim không tổ chức được những pha giao tranh. Họ thường xuyên bị bắt lẻ hoặc là họ bị ép vào một tình huống mà đó. Như kiểu là Vital, anh ta bóp đồng đội ở trong tình huống trước thì một con Cassiopeia trong tay của Quát chưa thể làm được gì cả. Và để xem là trong những phút giây tiếp theo khi mà Quát có được trang bị thứ 3 thì anh ta có thể làm được gì, có thể phòng ngự được trước cái thơn đẩy này đến từ Brion hay không. Đó sẽ là một ngưỡng sức mạnh mới dành cho Cassiopeia của Quát. Tuy nhiên tại thời điểm đó thì cũng sẽ có những khó khăn dành cho đội bên phía của Đông Sim khi mà nó có thể sẽ là đồ 4 dành cho Hena. Nó cũng có thể là một cái đồ 3 trên người của Karis, là một cái mũ phù thủy chẳng hạn. Thì lúc đó vẫn là một cái sự chênh lệch ngưỡng sức mạnh rất đáng kể đến từ đội hình của cả hai bên. Và có lẽ sẽ phải chờ vào những sai lầm xử lý kỹ năng cá nhân của Brion để Đông Sim có thể trở lại mà thôi. Còn về chất tướng thì tôi không nghĩ rằng đội hình này của họ có chất tướng nhỉnh hơn quá đáng kể so với bên phía của Brion nữa. Vì thực ra Syndra sau khi sửa lại cũng là một vị tướng cuối game vô cùng mạnh. Nếu như bạn làm tốt với những cú quét tan kỳ yếu ở đoạn nửa sau của ván thi đấu thì nó là những cú quét tan kỳ yếu không chỉ là hiệu khống chế mà nó còn rất nhiều sát thương. Nhìn qua thì đội hình của Đông Sim cũng thiếu cục mở nữa. Họ sẽ rất là khó bước vào một tình huống giao tranh khi họ là đồ chủ động. Họ sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào Wukong trong tay của Selvi với những cái góc lòn vào đây. Đây có thể sẽ là cơ hội khi Selvi đứng ở một cái vị trí cực kỳ đẹp. Anh ta bay thẳng vào hất tung hai người. Hena lướt phong linh lùi về Selvi, một chấm máu tốc biến bỏ chạy đến từ Selvi. Quét tạt kẻ yếu chúng vào vị trí của Vital và ngăn nguồn sát thương đến từ Đông Sim Bradford. Nhưng bên này thì Brion sẽ cần phải chạy lên cánh trên để hồng khoảng trống ở khu vực đứng dưới, nhưng làm gì có mục tiêu. Baron thì còn khoảng 10 giây nữa xuất hiện và Brion sẽ rút lui về được trong pha này. Một pha phát động tấn công nhanh đến bên phía của Đông Sim, nhưng rõ ràng là họ gặp vấn đề trong việc kết thúc các mục tiêu yếu máu. Vừa rồi thì Hena đã bị đẩy vào một ngưỡng máu cực kỳ thấp, nhưng không có sát thương thức diện dứt điểm đến bên phía của Đông Sim. Họ bị đuối đồ và họ có cảm giác là có một tiếng mở cũng chưa thể nào vượt qua được khả năng búp tới từ một con Milo. Khả năng búp tới từ Milo của Effort trong tiếng vừa rồi nó là quá khủng khiếp và nó tạo ra một lượng khiên ảo cùng với sự cơ động dành cho những đội của mình, và họ đã rút lui thành công. Họ ít nhất bóc rỡ được 3 cú chiêu cuối quan trọng của đối phương tới từ cặp đôi đường dưới và cả người chơi đường rừng của đối phương nữa. Đó là một lợi thế lớn để họ có thể phát động một pha tấn công xoay quanh Baron thứ hai này. Phải quan tâm kẻ yếu. Khi mà Vital bước vào một pha giao tranh thì anh ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ bên này, thì bắt buộc phải bật chiến binh tận thế để có thể bỏ chạy đến từ DNDN. Pha ép Baron đến từ các thành viên bên phía của Brion và họ lấy đi được thêm một cú chiêu cuối nữa ở vị trí đường trên của Đông Sim Bradford. Rất khó để có thể vào. Selvi không tốc biến và anh ta chỉ có một cái chim bồ để lao Morgan xuống. Bên này thì Morgan bắt được một người, Quát bị đẩy về và anh ta bốc hơi với bùng nổ sức mạnh đến từ Karis, tốc biến bỏ chạy. Vital lại băng thẳng vào phần đội hình bên phía của Brion và anh ta lại bốc hơi cùng với đó là kéo theo cả Peter. 3 điểm mạng gục dành cho thành viên bên phía của Brion và đây sẽ là dòng nguyên tố, sẽ là Baron Free dành cho họ. Và nó cũng có thể là dấu chấm hết dành cho Nông Sirafort ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Đó là một tình huống ép Baron có cơ sở để Brion nhờ lợi thế nhỉnh hơn về mặt tài nguyên luôn. Nhờ lợi thế nhỉnh hơn về mặt phép bổ trợ cho tình huống vừa rồi. Và họ đã tận dụng tốt điều đó. Người mở ra tình huống giao tranh thắng lợi dành cho Brion đó chính là Morgan với một pha make play.
Và người được chọn cho tình huống vừa rồi đó chính là một người vừa trở lại cho đội hình bên phía của Notre Dame Force. Quát, người được chọn lần đầu tiên lên bảng điểm số với cây đây là 0-1-0. Và đó cũng có thể là lần cuối cùng của anh ta trong ván thi đấu này, chẳng là pha lao vào và bay bên màu ngay lập tức tới từ vị trí của Siêu Vi. Sau đó là những nỗ lực tới từ Atrox của DNDN cũng là trong vô vọng mà thôi. Ván đấu đầu tiên kết thúc sau 32 phút với phần thắng thuộc về Brion. Một pha chết chay đến từ Quát khi anh ta dính lăn bụng tốc biến bị đẩy về dính thêm băng trượng và lượng hiệu ứng quá lớn cùng với bùng nổ sức mạnh. Hạ sát thành công được đường giữa bên phía của Dungeon Redfork. Mất người vai thô băng thẳng vào để cố gắng cứu đồng đội nhưng anh ta phải trả giá với thêm hai mạng nữa, một xác hai mạng dành cho viên bên phía của Brion. Và endgame luôn không cần tới bộ loại Baron, không cần tới linh hồn dòng công nghệ dành cho Brion ở ván thi đấu đầu tiên. Một ván đấu rất xuất sắc và cực kỳ là kín kẽ đến từ Morgan và đồng đội. Một ván thi đấu mà họ đã giữ mạng cực kỳ tốt. Họ là những người chủ động hơn.